Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin muốn hốt vàng và kim cương của bà Nguyễn Phương Hằng. Chính quyền đang toan tính điều gì? Mấy ngày qua trên các tờ báo nhà nước có đăng bài viết về cơ quan điều tra có thể thu giữ trang sức kim cương của bà Nguyễn Phương Hằng nếu có liên quan đến tội phạm. Đây là một thông tin gây rất ngạc nhiên cho nhiều người. Sự việc phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng bị truy tố theo điều khoản số 331 của Bộ Luật Hình Sự đã là một trường hợp bất thường. Bây giờ, chính quyền của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam lại muốn tịch thu vàng và kim cương của bà Nguyễn Phương Hằng là thêm một điều bất bình thường nữa. Theo như các báo cho biết, thì trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy những đồ trang sức, những tài sản, đồ vật mà bà Hằng đã sử dụng trong các buổi phát hình trực tiếp live stream với mục đích là tăng lượng người tương tác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thì đây cũng là vật chứng của vụ án. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là hình ảnh nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn thu vàng và kim cương của bà Hằng. Dường như đây cũng là động thái từ trước đến nay của Đảng Cộng sản luôn nuôi cho béo rồi thịt. Trước khi bị khởi tố bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng nổi tiếng với những buổi phát hình livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt người theo dõi trực tiếp trên nhiều nền tảng của mạng xã hội. Bên cạnh những câu chuyện được chia sẻ, bà Hằng cũng khiến người xem chú ý bởi những bộ trang sức và kim cương hạng khủng, rất đắt tiền. Được biết vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 190/01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, thường trú ở số 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Khiến nhiều người khá bất ngờ, việc bà Nguyễn Phương Hằng đeo nữ trang phát hình trực tiếp livestream không phải là tang vật vụ án, sao lại muốn tịch thu như vậy? Ví dụ như bà A chỉ bà B thì hành động chửi là hành vi cấu thành tội phạm, chứ không phải là mớ trang sức đeo trên người bà A. Tương tự như vậy, khi bà Nguyễn Phương Hằng phát livestream trực tiếp chửi nhiều nghệ sĩ thì những món nữ trang mà bà Hằng đeo trên người không phải là tang vật nên không thể tịch thu được. Đây là hình ảnh khám xét và thu giữ nhiều tài liệu tại nhà bà Nguyễn Phương Hằng. Dư luận vừa qua cũng dậy sóng về việc bà Hằng luôn lên truyền hình trực tiếp livestream phát và bơi móc tất cả những thông tin cuộc bắt nghệ sĩ cũng như những vấn đề về làm từ thiện. Và theo báo Tuổi Trẻ vào ngày 23 tháng 4 cho biết thì cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án tại nhà bà Nguyễn Phương Hằng tại số 6 đường Nguyễn Thông, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tờ báo này không nêu rõ là những tài liệu tang vật gì và trong những mớ tang vật đó liệu có những món nữ trang đắt giá của bà Nguyễn Phương Hằng hay không. Bà Nguyễn Phương Hằng là người rất nổi tiếng trong cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua và cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp giải bà đến trại tạm giam tại T30 của Công an thành phố Hồ Chí Minh đóng ở huyện Củ Chi. Theo cơ quan này cho biết, bà Hằng bị tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều số 331 của Bộ luật Hình sự. Theo phía chia phân quyền cho biết thì tại thời điểm PC01 xác minh các đơn tố cáo, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật. Nhưng sau khi bị khởi tố bắt giam từ chiều ngày 24 tháng 3 đến nay, bà Hằng có thái độ hợp tác tốt hơn. Các đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng của rất nhiều nghệ sĩ và cá nhân do Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý sẽ được chuyển giao cho phòng PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra. Đây được xem là tình tiết xem xét lượng hình lúc đưa ra án và xét xử. Hiện nay trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin bà Nguyễn Phương Hằng đã được thả về và chỉ bị phạt hành chính. Phía Công an thành phố Hồ Chí Minh thì khẳng định rằng đó là tin đồn sai sự thật. Bà Hằng đang bị tạm giam và công an đang mở rộng điều tra về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vụ án bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng là vụ án rất có thể liên quan đến một chuyên án lớn hơn. Mọi người cũng đang thắc mắc rằng
bà Nguyễn Phương Hằng đã phát hình livestream trực tiếp tấn công cá nhân trong một khoảng thời gian rất dài. Sao đến bây giờ bà mới bị bắt? Phải chăng có sự bao che nào đó từ phía chính quyền mà cho đến hôm nay thì bà mới bị bắt giữ như vậy? Đây là hình ảnh khi phát hình trực tiếp livestream bà Nguyễn Phương Hằng đeo rất nhiều vàng kim cương khắp người. Ông Huỳnh Uy Dũng là một đại gia cũng nổi lên từ rất lâu. Ông là đại gia cùng thời với Tăng Minh Phục. Tuy nhiên, ngược với số phận của vị doanh nhân xấu số, thì ông Huỳnh Uy Dũng vẫn phát triển doanh nghiệp cho đến ngày nay. Thậm chí có lúc ông Huỳnh Uy Dũng còn trúng cử vào đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Trải qua bao nhiêu sóng gió, ông Huỳnh Uy Dũng, tức là Dũng Lò Vôi, còn đứng vững cho đến nay thì có thể nói thế lực của ông Huỳnh Uy Dũng trong giới doanh nhân của Việt Nam không hề nhỏ. Với chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì việc truy tố một đối tượng nào đó họ nhắm đến không nhất thiết phải nhắm đến đúng tội. Vụ án Trịnh Xuân Thanh cũng là dạng như thế. Ban đầu là chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chú ý vào lỗi rất nhỏ từ chiếc xe Lexus 570 mang biển xanh mà ông Thanh dùng để đi là sai với quy định của nhà nước. Thực tế là lỗi này rất nhỏ, không đáng lo. Tuy nhiên, ông Trịnh Xuân Thanh sau đó đánh hơi, bỏ chạy. Và cuối cùng, vụ án vỡ ra không phải lấy chiếc xe mà lỗi ông Thanh gây ra dưới thời làm người là dưới quyền ông Đinh La Thăng ở PVN. Và vụ án sau đó mở rộng đến ông Đinh La Thăng. Đó là chuyện cũ, tuy nhiên nó vẫn còn rất thời sự cho đến hiện nay khi căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và Đức vẫn đang hiện hữu. Và bây giờ thì tội của bà Nguyễn Phương Hằng không lớn, thậm chí tội xúc phạm danh dự chỉ bị phạt hành chính, nhưng cuối cùng cơ quan chức năng của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam đã truy tố bà theo điều số 331 và đang nhắm vào cả trang sức và tài sản của bà. Đây là một hành động rất bất thường. Phải chăng chính quyền này muốn truy tố bà Hằng với nhiều tội danh để khai thác thêm ở bà những vấn đề lớn hơn? Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt chỉ mới hơn 2 ngày, vụ án chắc chắn sẽ được mở rộng, nhưng mở rộng tới đâu thì chưa thể đoán định được. Và chúng ta tiếp tục sẽ theo dõi những diễn biến rất bất ngờ trong thời gian tới. Kính mời các bạn xem bản tin Bạo Chúa Triều Tiên Kim Jong-un bắn thử tên lửa là đạo khổng lồ theo phong cách của Hollywood. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ bắn thử tên lửa đạn đạo lớn nhất từ trước đến nay của Bắc Triều Tiên trong một đoạn video theo phong cách của Hollywood được công bố vào ngày hôm nay. Điều này đã gây ra sững sờ trên toàn thế giới về việc nhà lãnh đạo này luôn dùng những hình thức bắn tên lửa để hăm dọa các nước xung quanh. Hình ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên sải bước trong chiếc áo khoác da sang trọng và đeo chiếc kính râm trước vũ khí khổng lồ, hệt như một cảnh trong phim Top Gun. Đi cùng với những chỉ huy quân đội, ông Kim đích thân bật đèn xanh cho việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa khổng lồ mới có khả năng tấn công các mục tiêu trên toàn cầu và bắn tới cả Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Kim Jong-un mặc áo da đeo kính râm khi chỉ đạo phóng tên lửa Hoang Song 17 được ví như phim bom tấn của Hollywood. Đoạn video bóng bẩy trên phương tiện truyền thông của nhà nước Bắc Triều Tiên cho thấy ông Kim đang kiểm tra chiếc đồng hồ ưa thích của mình trước khi tháo kính râm để tạo ấn tượng trong khi phê duyệt buổi thử nghiệm. Được biết đến với cái tên là Hoang Song 17, tên lửa là đạn đạo xuyên lục địa khổng lồ lần đầu tiên được trình làng vào tháng 10 năm 2020 và được giới phân tích mệnh danh là tên lửa quái vật. Nó chưa từng được phóng thử nghiệm trước đây và vụ phóng đã gây ra sự phẫn nộ ngay lập tức từ các nước láng giềng của Bình Nhưỡng và Hoa Kỳ. Thông tin cho biết, tên lửa được phóng tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng bay với độ cao tối đa 6.248 km, bay quãng đường 1.090 km trong 4.052 giây trước khi đánh chính xác vào khu vực định sẵn trên vùng biển mở ở biển Nhật Bản. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên cho biết như vậy. Ông Kim đã ra lệnh thử nghiệm vì căng thẳng quân sự leo thang hàng ngày và xung quanh bán đảo ở Triều Tiên và không thể tránh khỏi cuộc đối đầu lâu dài với đế quốc Mỹ kèm theo nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Vụ phóng hôm thứ Năm là lần đầu tiên Bình Nhưỡng bắn tên lửa mạnh nhất Kim Jong-un đã làm kể từ năm 2017. Đây là hình ảnh ông Kim và các sĩ quan mừng rỡ sau khi vụ thử tên lửa thành công. Quân đội Hàn Quốc ước tính tầm bắn của vụ phóng
hôm thứ Năm là khoảng 6.200 km, xa hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cuối cùng trước đây là Hong Song 15 và tên lửa của Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm vào tháng 11 năm 2017. Các nhà phân tích suy đoán rằng Hong Song 17 được thiết kế để mang nhiều đầu đạn và mồi nhử nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa tốt hơn. Tên lửa hạ cánh trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản khiến Tokyo rất tức giận. Nhưng hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên của Bắc Triều Tiên cho biết vụ phóng thử tên lửa đã được thực hiện ở chế độ phóng thẳng đứng để giảm bớt lo ngại về an ninh của các nước láng giềng. Sau vụ phóng thử tên lửa hôm thứ Năm, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và Bắc Triều Tiên. Những người bị cáo buộc đã chuyển giao các mặt hàng nhạy cảm cho chương trình tên lửa của Bắc Triều Tiên. Đây là hình ảnh niềm vui lan truyền giữa ông Kim và các sĩ quan quân đội của ông ta sau vụ thử tên lửa thành công này. Được biết, Bắc Triều Tiên đang đối diện liên tục với những nạn đói đe dọa với người dân, nhưng nước này vẫn dùng khoản tiền rất lớn để phát triển tên lửa hạt nhân. Các nhà phân tích Mỹ thì lo lắng về mối đe dọa tiềm tàng đi kèm với vụ phóng tên lửa này. Nhà phân tích Ankit Panda có trụ sở tại Mỹ cho biết, vụ phóng thử tên lửa là một dấu hiệu rõ ràng là Bắc Triều Tiên đã đạt được tiến bộ quan trọng về chất lượng đối với các chương trình vũ khí bị cấm. Ông nói với hãng tin AFP rằng, điều quan trọng với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này không phải là nó có thể đi bao xa, mà là khả năng mang theo nhiều đầu đạn. Điều mà Triều Tiên đã thèm muốn từ rất lâu. Bắc Triều Tiên hiện tại đang trên đà gia tăng đáng kể mối đe dọa đối với Hoa Kỳ trên cả khả năng của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đã được cho thấy vào năm 2017. Đây là bước theo leo thang rất mới của Bắc Triều Tiên. Được biết, Bắc Triều Tiên có quan hệ rất mật thiết và thân thiết với Đảng Cộng sản Việt Nam. Công nghệ tiên tiến này có thể giúp tên lửa của Bắc Triều Tiên né tránh các tên lửa phòng thủ tên lửa của Mỹ. Đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump từng bước qua đường ranh giới sang lãnh thổ của Bắc Triều Tiên để gặp ông Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào hôm 30 tháng 6 năm 2019. Các vụ thử hạt nhân và tầm xa đã bị tạm dừng khi ông Kim và Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump tham gia vào một cuộc ngoại giao đã đổ vỡ vào năm 2019 và các cuộc đàm phán đã bị đình trệ kể từ đó. Vụ phóng tên lửa Hong Song 17 được coi là thông điệp sẵn sàng đối đầu mà Bắc Triều Tiên gửi tới Mỹ khi Bình Nhưỡng dường như nhận ra Washington khó có thể tung ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. Các lệnh trừng phạt của Bắc Triều Tiên mà Mỹ trình ra Liên Hợp Quốc nhiều khả năng sẽ không nhận được sự ủng hộ từ Nga và Trung Quốc sau những căng thẳng gần đây liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, nơi Nga đưa hơn 200.000 quân vào xâm lược nước này.